Vâng, trở lại kênh UV, trở lại kênh YouTube Đồ Gỗ Tùng 8. Xin kính chào quý khách. Bây giờ là đúng 4 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2018, và tôi có mặt tại nhà anh Vĩ Lan ở phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, và để bàn giao cho anh một bộ ghế Âu Á hộp bằng gỗ gõ đỏ gồm 10 món. Và đây trước màn hình quý vị, đây là anh Vĩ, vâng, là chủ nhà, và đây là chị Lan. Chị Lan, đây là vợ chồng anh Vĩ Lan, và phường Tân Dân, thành phố Việt Trì. Và thì tôi đang về bàn giao cho anh chị bộ ghế Âu Á hộp bằng gỗ gõ đỏ gồm có 10 món. Vâng. Đây là có hai chiếc ghế đơn này, và bên này hai chiếc ghế đơn nữa. Vâng. Đây là cái đoạn dài 9 cộng 9 trừ 9 mà không biết là bao nhiêu. Chất liệu bằng gỗ gõ đỏ rất là đẹp, và chiếc đoạn dài này có kích thước là 2m2. Vâng. Cái bàn này nó có kích thước là 1m77. Cái ghế này là được tôi phun bằng bóng mờ, giữ rất là nguyên vân gỗ, nguyên vân, giữ nguyên màu vân gỗ. Bóng mờ 50 và rất là đẹp theo ý của anh chị là bóng mờ. Bảo hành trọn đời luôn đâu ạ. Ngồi đi. Ngồi thoải mái đi. Và ai mà muốn sở hữu bộ ghế 10 món tay hộp Âu Á hộp như của anh Vĩ Lan này thì xin liên hệ với số điện thoại 0987510806 nha. Và cơ sở tôi ở tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và luôn nhận đặt đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng. Vâng, xin cảm ơn vợ chồng anh Vĩ Lan nhé, và đã tin tưởng và dùng đồ của Đồ Gỗ Tùng Tán chúng tôi. Rất xin chân thành cảm ơn, và cũng nhân dịp năm mới chúc vợ chồng anh và toàn thể gia đình có một sức khỏe dồi dào nhé, làm ăn phát tài phát lộc. Xin cảm ơn vợ chồng anh, và xin hẹn lại quý vị clip sau nhé.